Quý vị chia sẻ bên hành lang Quốc hội liên quan tới luật đấu thầu sửa đổi được thông qua vào sáng nay, một số đại biểu cho rằng luật đã kịp thời tạo ra khung pháp lý an toàn và xử lý những tồn tại lâu nay trong hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên thì còn một số nội dung đại biểu bày tỏ băn khoăn. Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, luật chỉ là bộ khung pháp lý chứ không phải giải quyết triệt để của vấn đề, mà ở đây vấn đề các văn bản dưới luật, các nghị định và thông tư mới có tác động lớn nhất đến quá trình mua sắm ở các đơn vị. Có thể nói là trên thực tế các đơn vị là người ta quan tâm nhiều là nghị định và thông tư chứ không phải luật. Luật chỉ là cái khung. Tất cả những cái hình thức như thế rồi lựa chọn như thế nào thì chính là những quy định của các bộ ngành liên quan. Và trong thời gian vừa qua thì phải nói là chính các bộ tự làm khó cho mình. Đấy, y tế thì Bộ Y tế xây cho những cái thông tư là áp dụng vào là coi như là cay đắng luôn, không thể nào làm được. Rồi sau đó thì cũng đã phải bãi bỏ những thông tư đó. Thì hy vọng là những thông tư mới xây dựng trên cái nền của cái luật đấu thầu sửa đổi này thì như vậy sẽ có cái sự tháo gỡ. Ông Hà Sĩ Đồng, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho biết, luật được thông qua lần này có nhiều tiến bộ để tháo gỡ cho các hoạt động đấu thầu, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công phù hợp với các luật khác. Tuy nhiên, đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về phương án đã lựa chọn, đó là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước phải đấu thầu. Tôi chưa đồng tình với cái phương án này, bởi vì cái sân chơi của các cái doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân thì nó phải bình đẳng và hoạt động theo cái cơ chế thị trường, và họ tự quản lý và bảo toàn vốn và sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có sự kiểm tra giám sát của kiểm toán rồi các cái cơ quan. Tuy nhiên luật lại đưa vào là các cái doanh nghiệp gọi là 100% vốn nhà nước gọi là F0, dưới 50% vốn nhà nước và 50% vốn doanh nghiệp thì gọi là F1, rồi công ty con, công ty cháu là gọi là F2, F3 rồi, nhưng phải tuân thủ theo cái đấu thầu thì tôi thấy rằng nó mất cơ hội kinh doanh của các cái doanh nghiệp. Đại biểu kỳ vọng sau khi luật có hiệu lực sẽ tránh được vấn đề chồng chéo phức tạp như trong quy định đấu thầu mà trước đây gặp phải. Bên cạnh đó là văn bản dưới luật như nghị định, thông tư cần phải thể hiện rõ tường minh trong các hướng dẫn này.